Xin kính chào tất cả cô chú anh chị, rất vui gặp lại cô chú anh chị một video tiếp theo. Và hiện tại Hải đang có mặt bằng Eco Max City, và hôm nay Hải có mặt tại đây để có thể ghi và cập nhật những hình ảnh mới nhất về quá trình giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng ở khu vực này gửi tới tất cả cô chú anh chị. Và hôm nay là chiều ngày 8 tháng 8 2022, và hiện tại bây giờ là 17 giờ chiều thì Hải đang có mặt tại đây. Thì như mọi người có thể nhìn thấy, khu vực này thì máy móc vẫn đang tiến hành san lấp mặt bằng, nhưng mà so với lượng máy móc mấy hôm trước Hải có ghé qua đây coi thì ít hơn so với hôm trước nha mọi người. Thì hôm nay chỉ có một chiếc máy xúc và một chiếc máy ủi đang tiến hành san lớp mặt bằng ở khu vực này. Hải xin phép được nói qua sơ qua về dự án Ecomax City nha. Dự án Ecomax City là tập trung vào những cái trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm hành chính, văn phòng, khách sạn hạng sang, khu căn hộ cao cấp và tọa lạc ở vị trí đắc địa và đắt nhất ở khu đô thị Thủ Thiêm 2 nha. Dự án gồm 11 tòa tháp và căn hộ, tập trung vào thương mại, dịch vụ, văn phòng. Dự án Ecomax City tổng nguồn vốn đầu tư là 20.000 tỷ đồng. Dự án này được xây dựng trên diện tích là 7,5 hectare.
video cập nhật về những hình ảnh quá trình xây dựng của dự án Ecomark City của Hải. Đến đây xin phép được dừng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và có thể để lại ý kiến của mình phía bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo.